Các bạn, hôm nay shop đồ chơi Việt sẽ giới thiệu một dòng Z51, dòng máy bay Z51 mới. Đây chính là dòng máy bay Z rất là lớn. Thì các bạn sẽ được một đôi cánh, các bạn sẽ ghép lại một đôi cánh, 4, 6, không phải là 60 cm. Một thân ra sẽ được một quả pin này là 450 mA, 3,7V, một miếng nhựa và một bộ bánh. Đây là phần đuôi, đây là tơ vít, dây sạc và hai chiếc cánh dự phòng. Giờ chúng ta sẽ có một chiếc điều khiển, hai kênh, chiếc này hai kênh. Về cách thức lắp ghép, các bạn sẽ lắp theo trên này. Chúng ta sẽ lắp chiếc cánh này vào, cho dây xuống bên dưới nha. Các bạn đi qua đằng sau này, rồi chúng ta dùng cái nhựa này chúng ta lắp vào. Hai cái này thì nó đã để sẵn màu, màu đỏ và màu trắng, chúng ta cắm vào nhé. Đỏ chúng ta sẽ cắm vào đỏ, trắng chúng ta sẽ cắm vào trắng. Chỉ có pin chúng ta có thể lắp xong. Đã lắp phần trước xong, bây giờ chúng ta sẽ dùng tơ vít được đặt kèm vào ốc, chúng ta xoáy vào. Các bạn nhìn thấy nhé, không để mất ốc nhé. Chắn nhá, sẽ chặt vào nhá, mình sẽ chặt vào. Không là bay này mà rụng một cánh nhé. Sau khi xong một cánh thì ta sẽ lắp đuôi. Đây là đuôi. Đấy, phần đuôi. Vào trong này, không có đeo các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào phần bánh. Hai cái bánh này thì chúng ta sẽ lắp vào phía sau. Cái chiếc bánh này chúng ta sẽ lắp vào phía trước. Đấy. Như vậy là chúng ta đã lắp xong chiếc máy bay mô hình Z series. Đây. Pin thì chúng ta sẽ lắp ở phía dưới này. Chúng ta sử dụng 4 viên pin to này, lắp vào đây này.